1, 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, vô. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K Adventure. Xin chào mọi người. Mình vừa tới cái khu nhà mà tụi mình thuê. Mà đặc biệt cái nhà này á, là lúc mà tụi mình đi chơi á, mình kiểm trên Airbnb là hết nhà. Mà mình kiểm cách đây có khoảng 3 tháng thôi. Trong cái thời điểm Christmas này, trước Christmas 3 tháng mình kiểm là hết sạch nhà. Máy á, là em mình lên Facebook để cái location ở vùng này, trên Marketplace á, thì kiểm ra được cái nhà này. Quá rộng, quá thoải mái luôn. Ở vào là thấy thích rồi. Đó, thì một cái tip cho mọi người nữa là lần sau mà mọi người mà có đi chơi, có tính đi chơi trong dịp Christmas á, mà như mình kiếm được 3 tháng mà vẫn bị hết nhà, thì mọi người có thể lên Facebook để cái location mà mọi người muốn kiếm á, trên Marketplace á, là để cái location ở cái vùng mọi người đi rồi kiếm trên đấy. Nhưng mà có một cái này là thuê Airbnb á, thì nó sẽ an toàn hơn. Còn thuê trên Facebook này mình chuyển khoản đặt cọc cho người ta thì cũng hên xui. Nhưng mà bây giờ thì cũng phải thử để mà có chỗ để mà đi chơi thôi, chứ còn không là chịu. Như cái nhà mình đấy, tụi mình đi có chó này, là nhà này là pet friendly đó, thì sẽ an toàn cho chó ở được, chứ không phải là bị sợ giống như ở mấy chỗ caravan park á, thì sẽ không có, nhưng cho chó ở được đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một vòng xung quanh cái nhà khá rộng á, xem xung quanh nhà trước xong rồi đi vào trong nhà sau nhá. Đây, thì đây là cái sân trước, xong rồi vòng ra sân sau này. Ở đây là có một cái carport luôn. Nhà ở đây thì mình thấy là xây sạt sạt nhá. Sân sau đây cũng khá rộng. Và cái hàng rào ở sau thì nó lính qua bên kia, cho nên là không có chặn lại. Thì nếu mà có chó thì mình nghĩ là không nên thả lỡ nó chạy bay sang nhà hàng xóm. Rồi, ở sau thì chỉ có như vậy thôi. Bây giờ đi vô trong nhà xem thử ha. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem ở trong nhà nhá. Đây thì đây là cái bếp chung này, nấu ăn này. Rồi phòng ngủ là bên này một cái, bên kia một cái à. Đúng không? Hai phòng ngủ vậy. Yeah. Thì bên này là hai giường. Đây, bên này hai giường đơn. Đây, nói chung nhà nhỏ nhắn xinh xắn. Bên này thêm một cái phòng ngủ nữa. Đó, phòng bên này thì giường lớn. Rồi, còn sau này chắc là phòng giặt, vậy là toilet ha. Nói chung đi chơi có cái nhà này ở là quá thoải mái đây. Đây là phòng giặt này, có máy giặt luôn này. Đó, rồi mình sẽ mở cửa để mà đi vào trong này này. Đây là phòng tắm nhá. Đó, rộng rãi thoải mái, có toilet ở đây luôn. Cái nhà này tụi mình thuê là 5 ngày mà với cái giá tiền là 780, thì mình thấy là khá rẻ. Tụi mình đi đông, mình xe ra thì nó rất là rẻ luôn. Đó, thì mọi người nhớ nha, nếu mà đi chơi mà muốn kiếm nhà mà nhất là ai có chó nữa, thì lên Facebook kiếm là dễ dàng nhất nếu mà Airbnb bị hết nhà. Đó, nhưng mà phải take a risk, tại vì nhiều khi có scam ở trên Facebook thì mình cũng không có thể guarantee được cái chuyện này. Đó, bây giờ thì tụi mình đang chuẩn bị ăn trưa và có mua theo cái quần cá này là quần cá mú, mua ở ngoài tiệm đang hấp này. Này, mời cho mọi người xem. Đó, wow, chà, thơm như cái nách, quả đà luôn. Đấy, đi xa nấu cái này ăn với cơm cho nó chắc bụng. Và tụi mình đi á, tụi mình có mang theo cái lò lửa này nữa cho nó mạnh, lỡ có luộc ghè với đồ á, thì để trên cái bình ga này, cái lò lửa này á, thì nó luộc nó khỏe hơn là nấu trong nhà với đỡ hôi cho người ta nữa. Tại mang cái này nó cùng không để nổi là nặng nề lắm. Đó, rồi bây giờ tụi mình sẽ tắm rửa và nghỉ ngơi chuẩn bị ăn trưa, rồi để xem chiều nay có sức không thì đi ra biển
bắt ghé tiếp, câu mực tiếp. Sau khi ăn trưa thì đây là tiệp mục tiếp theo của tụi mình, cày vỏ hàu. Bà chị và chết để chụp ăn hàu sống hát. Vậy là hàu nướng mỡ hành, hàu sống, cho hàu nướng phô mai nè. Trời ăn dậy chiều chứ nói quẹo do luôn á. Cái hàu này là người ta mới bắt từ ngoài farm mới lên luôn. Cái này tươi số 2 thì ngay dám gọi có hàu tươi số 1 rồi. Vừa bắt lên luôn sáng nay. Tươi đã ha. Bữa ai đây? Ai đòi mua 150 con gì trời? Thằng quỷ đi nào á. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hàu tươi Nam Úc. Tươi không cần tưới. Để chút nữa chế biến nữa là quay cho mọi người xem. Chảy nước miếng. Đây là ghè sáng nay tụi mình vừa tới nơi. Bắt cờ khoảng từ 5 giờ tới 9 giờ sáng ha. Bắt chơi chơi được từng này, cờ khoảng 25 con á. Rất là bự và to, tươi. Giờ vợ mình đang rửa để mà đem đi luộc, đi hấp ghẹ, có ghẹ tươi ăn. Đợt này là tụi mình sẽ hấp bia, quả hấp dẫn luôn á, mang theo nồi hấp luôn. Đi bắt ghẹ thì tụi mình mang theo cái bếp này với cái lò hấp để mà hấp ghẹ cho nó nhanh. Chứ mấy cái bếp ga ở trong nhà chắc là không bằng cái bếp này đâu. Với hấp ngoài này á thì đỡ hôi, nhà của người ta ở trong. Ghẹ này thì tụi mình đã ướp đá rồi để cho nó tươi. Nhưng mà đợt trước tụi mình bắt á, là mình hay cho nước vào thì thấy là không tươi bằng bắt xong cái ướp đá lên luôn. Đó, mẹ thứ hai này. Hấp thế này thì khoảng cỡ 15 phút nó chuyển sang màu cam là xong. Có ghẹ tươi ăn, bà chê bà chết. Đi bắt có cứng mày đứa? Dễ mà, vui. Tại vì bắt kiểu này là tụi mình đứng trên câu, mình chỉ có thả cái lông gà xuống thôi. Thì dạ, lên để gà là tỉnh quá mà. Cho nên là không sao. Nếu mà muốn nhanh hơn á là đi cao ghé á, là chắc là back out á. Để hôm nào nếu mà có thời gian á tụi mình sẽ thử đi cao ghé thử xem. Rồi quay lại cho mọi người xem tiếp. Bây giờ là chuẩn bị ăn tối. Hấp ghé xong là quậy thôi. Đi chơi còn có tiết mục đá cầu nữa, nâng cao tinh thần thể thao. Đây toàn là ấy à, đá trúng ông cameraman. Tinh thần thể thao đây mình. Ủa mình có biết đá cầu không nhỉ? Ủa gì chiến? Đó. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn đặc sản của Nam Úc, hàu tươi. Ở đây là 165 con hàu tươi vừa mới được bắt lên sáng hôm nay. Đó. Thì bên này tụi mình sẽ nướng mỡ hành này. Còn bên này á là sẽ nướng phô mai. Còn phía bên này là sẽ ăn hàu sống.
Bà chạy bà chết luôn. Đấy, đi Nam Úc là phải ăn như thế này nè. Nó bị đúng cái bài. Cái này á, là mỡ hành này. Vừa mình đã làm sẵn ở nhà này. Có tập mỡ luôn, cho nên là thơm lắm. Mà cho vào đây là ăn là béo. Đó, làm sẵn ở nhà mang đi như vậy thì tới đây là nướng này nhanh. Giờ cho vào lò nướng thì chắc khoảng chưa đây 5 phút là chín này. Còn bên này là vợ mình chuẩn bị làm hàu nướng phô mai này. Cái này là cheese. Xong rồi cho mayonnaise. Mà loại này là của Nhật. Loại này béo lắm. Đó, một lớp cheese này. Rồi một lớp mayonnaise này. Xong rồi thêm lớp cheese này. Cái này thì ăn thì thôi. Béo ngậy. Chuyện này ăn hàu xong là về là nhìn hàu là ớn luôn á. Cái lò này á là vợ mình đã để nhiệt độ sẵn cho nó nóng sẵn rồi. Đó. Giờ chỉ cần cho vào trong này thôi. 5 phút sau lấy ra. Chuẩn bị cho bữa tiệc buffet hàu. Kính thưa các loài hàu. Xin giới thiệu quý vị và các bạn. Hàu nướng vừa mới ra lò. Wow. Bà chạy bà chết. Bây giờ cho hàu nướng phô mai vào lò. Cái này đợi cứ khoảng 5 phút là xong. Hàu xong là được xếp sẵn lên bàn này. Chút nữa ở giữa bàn là chỉ có quậy thôi. Đỉnh cao của ăn hàu là đây. Bên này là nước sốt chấm hải sản vợ mình làm ở nhà. Hàu nướng phô mai đã ra lò. Nhìn đảo quá ha. Ô, mùi gà, gà luộc chín cho mọi người ơi. Nhìn nè. Gà hấp. U là trời. Gà Nam Úc nè. Trời ơi, đi ăn gà là phải đi Nam Úc nha. Chứ Lake Entrance không được như vậy đâu. Gà này mà vào chấm cái muối vợ mình pha này thì thôi chứ. Như cái nách. Tầng 2 này. Ai cha cha. Phải đi bắt mày có gà tươi này ăn chứ. Ra ngoài chợ làm gì có. Thơm như cái nách gà. Gà hấp bia thôi đi. Đây gọi mực nè. Sashimi. Đây là cái chuyến đi bắt gà Nam Úc. Mà đặc biệt á là lần đầu mình dẫn hai đứa em của mình đi, hai gia đình. Là bên này là Chili Lifestyle. Còn bên này là VB Journey. Là lần đầu dẫn hai đứa em đi bắt gà ở Nam Úc hả? Đúng rồi. Cảm giác thế nào? Hôm nay là mới nháp tới đó. Cảm giác vui. Vui. Khảo hứng nào Vân? Lái xe mệt không? Mệt. Mệt mà phải đi chung. Ừ. Yeah. Nhưng mà tới nơi thấy gà nghĩa là bà chạy bà chạy hả? Quên mệt luôn. Thấy mực nữa. Thấy mực nữa. Rồi. Rồi cùng cái xong anh em mình thử cái này nghĩa là mời mọi người ha. Rồi. 1, 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, vô. Ai chà chà. Rồi xin phép mọi người thử cái hàu nướng trước hả? Rồi, vô, cheese. Vô. Cheese, mời mọi người. Rồi xin mời cả nhà nhá. Hàu nướng cực tươi ở Nam Úc đây. Nó thơm. Ngon á, tốt vậy. Quá ngon luôn. Quá hành quá thôi. Vô cái luôn. Chi luôn à? Chi luôn. Chà. Để mọi người tăng miệng ha, xúc miệng, xúc miệng, xúc miệng. Để mấy chị em phụ nữ gọi đời thấy có lỗi thiệt chứ. Mà thôi, chị em khuyến khích. Chị em khuyến khích chơi cái món này rồi nè. Đây, 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 thiêu của bên đâu, có chưa? Rồi. Ai chà chà. Dùng đâu em? Trong này á hả? Ừ. Hàu nướng phô mai. Còn gì bằng hả? Biết bao lâu mới có một cái dịp như thế này. Rồi, xin mời cả nhà một phát nữa. Mời mọi người. Rồi, chúc mọi người một năm mới an lành, mọi điều may mắn nha. Chúc mọi người đi bắt ghe ai cũng được nhiều như thế này. Rồi.
Bạn ơi. Ủa dạ. Nó béo. Béo. Nó béo, nó béo. Ôi. Nhức nhức cái này, nhức cái này quá. Rồi. Rồi. Thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rồi. Để tối nay tụi mình ăn xong lấy sức đi ra bắt thêm gà với thêm mực nữa quay tiếp cho mọi người xem. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái chiến trường sau 10 phút. Đĩa mực đi. Cái mâm hào sắp đi luôn. Gà thì tan tành. Úi trời, em trai này sao vỏ gà như vậy em? Cái gì vậy? Anh trai của em á. Trời ơi, em trai này sao vỏ hào dữ vậy? Hình như em trai này thầy qua bên đây sao á? Ngon mọi người. Ngon quá. Tươi ngon hả? Ừ, mấy bên làm gì có cái cành này. Có ăn nhưng mà không có tươi như vậy đâu. Hành trình đi bắt gà và đi câu mực tối nay. Hiện tại là khoảng cỡ 8 giờ tối. Không biết tối nay có gì đặc biệt đâu. Mọi người thấy cảnh hoàng hôn xuống đẹp không? Đội quân đi bắt gà đến từ tiểu bang Victoria. Thank you. Lô hay là pháo? Con mực thứ hai của Benny tối nay á, đâu ghê, nhảy 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 nhảy. Rồi xong Ben mất chỗ luôn. Tổng kết gà tối nay nha. Tất cả đều đã được đo đạc kỹ càng và đúng kích thước nha mọi người. 8 con anh ạ. 8 con ha? 9 con mực. 8 con. Rồi bên này mực 9 con. Rồi. Xoay đi, xoay đi. Dùng cái cào hết thì cho mình. Con bự lắm. Này là bên này. Ghê chưa? Chuyện nhớ hết ha. Đâu em nhớ nghĩ vậy, hai con to là mỗi người con á. Dữ chưa? Được, con này, con ngoài cung. Con ngoài cung này em biết của ai luôn nè. Của ai? Của anh mất mắt. Đúng rồi. Tầm cho loi mắt luôn ghê thiệt. Đây. Đó, sẽ rất tạo được đó. Ghê. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con. Diệp Linh và Benny đài khai sạch giới. Hốt được trình con mực tối nay. Sợ thiệt chứ. Quá đỉnh. Mai cứ thế mà phát huy nha các bạn trẻ. Ok anh trai. Anh phụ trách việc ăn nha. Dạ. Tối nay như vậy là quá vui rồi hả? Quá thành công. Bây giờ đi về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai đi ra đây quất tiếp. Chào phụ bao. Rồi xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình nha. Tụi mình là YNK Adventure và Chili Lifestyle. Yes. Và VB Journey. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho tụi mình nha. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.